À, ngày hôm nay Vân cũng giống như là mọi người, quý vị khán giả rất muốn được Quyền Linh giới thiệu lại là trong năm qua các chú bộ đội với lại những cô dâu đó họ đã đến với nhau thế nào. Vân ngày hôm nay là Vân cũng sẽ ngồi ở cái ghế kia và Vân sẽ nghe Linh để Linh review tổng kết lại tất cả một năm xem là thành tích của ông Mai như Linh là đã dễ đạt được thương, những điều dễ gì. Dễ thương lắm. Rồi bây giờ Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị chúng ta nhìn lại chặng đường một năm qua xem có những điều gì ấn tượng trong bà mối hòa, đặc biệt là gì các chú bộ đội nha. Ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hả? Chưa đếm hết là đã bấm rồi. 3 2 và 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. 3, 2, 1. Đã bấm. Đây, quà của em. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Chào cô đi, cô Cát Tường xinh đẹp quá hả con? Đúng không? Rồi, mời chị ngồi hả? Đây nha. Dạ. Rồi, con xin phép ngồi nha cô. Hai bạn đã có kế hoạch gì chưa? Riêng em là bàn với mẹ rồi. Đó là đi xuống nói chuyện, gặp nhà Trúc, ba mẹ Trúc để nói chuyện tính tới hôn nhân. Hai em có nhớ từ cái lúc mà mình tham gia bạn muốn hẹn hò mà ghi hình đó là tới nay là được bao lâu rồi không? Ghi hình ngày 28 tháng 9. Hơn 3 tháng. Vậy là đôi này tìm hiểu cũng nhanh ha. Nhanh hả cô? Cô thấy nhanh không cô? Nhanh. Cô muốn nhanh hay là cô muốn từ từ? Nó hỏi sao cô đi vậy? Cô kêu nhanh là cô thấy nhanh, cô kêu chậm cô chậm. Miko đang được đến thăm căn nhà nhỏ của anh Tân và chị Mỹ Phượng. Và đây, được nhìn thấy chị Phượng trên TV mà bây giờ mới... đó, chà, thay đổi rồi nè. Cho tôi nói là mấy tháng rồi? Với gạo được 7 tháng rồi. Lúc đầu, cái lúc mà mới cưới thì thực sự cũng rất là buồn. Nhưng mà nhiều khi mình cứ nghĩ là mình đã có chồng rồi nhưng mà tại sao giống như là đang độc thân vậy đó. Mình tự an ủi bản thân mình. Thấy gia đình người ta vợ đi làm về mệt vất vả phải nấu cơm cho chồng, mình như vậy là thoải mái hơn, giống như hai vợ chồng có một cái khoảng thời gian riêng với nhau, như vậy cũng là một cái lời động viên cho bản thân mình. Đó là con đường mà mình đã chọn, mình yêu anh cho nên chấp nhận. Trời ơi, mạnh mẽ quá. Nói mà phải tự mình mẽ bản thân mình, phải tự an ủi bản thân mình rất là nhiều. Nhưng mà anh Tân nè, thật sự thì anh thấy mà anh nhìn vô thì anh có thấy là tội vợ mình quá, nhất là thời gian, chắc chắn là có thời gian đầu là ốm nghén rất là mệt mỏi. Thì đã có bao giờ mà chị Phượng trách móc anh không? Vợ chồng mới cưới mà thì không thể thiếu được những cái vã được, nhưng mà qua những cái lần đó thì vợ chồng càng hiểu nhau hơn và mình cảm thấy vợ rất yêu mình, thì người vợ cũng không có một lời gì trách móc cả. Chưa luôn. Có thể nói bây giờ em là lòng tin tuyệt đối đối với là chồng em. Em tin tưởng rất là nhiều về người đàn ông mà em đã chọn. Anh có cảm thấy là chúng ta có vội vàng không? Không vội vàng. Cảm ơn chương trình anh chị. Và qua đó thì tạo được cái mối lương duyên giữa em và Thảo gặp nhau. Thảo á, thì tính cách á, cũng như bà vợ chồng vậy thôi. Vui vẻ, vậy đó, lẹ làng vậy đó. Rồi tôi cũng thấy nó hợp với tôi. Vậy xong. Sướng lẹ dữ hả? Sướng vô mà lẹ dữ hả? Nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò góp sức lại để cho hai đứa nó gặp nhau buổi lễ
cưới hôm nay. Xin đọc bốn câu thơ. Quỳnh Thảo đẹp mãi duyên tơ, không hẹn mà chờ hạnh phúc từ đây. Duyên đã thấm tình bền như đó, hạnh phúc này đẹp mãi hai con. Có thể nói là nhìn cái hình ảnh vừa rồi, Quỳnh Linh cũng như những người thực hiện chương trình như Hồng Vân ở đây rất là cảm động ha. Chúng ta đã làm nên những cái sự kết nối rất là tuyệt vời đó Vân ạ. Ủa Linh, như vậy là đã có 3 cặp kết hôn rồi. Và tất cả 3 cặp đó đều có sự mà nâng đỡ dìu dắt của ông Mai Quyền Linh luôn á. Trời ơi, Linh mắt tay thiệt chứ. Thật sự mà nói thì không phải ngoài 3 cặp đó, còn rất nhiều cặp nữa đang tìm hiểu và chuẩn bị họ có thể kết hôn với nhau đó. Rất nhiều số quân nhân đã được phát sóng mà ở đó được lan tỏa rất là nhanh. Và được xem là những cái số triệu view. Bao giờ người ta hãy nhìn xem coi những con số nào đã đạt triệu view ở bạn mối hò dành cho số đặc biệt những quân nhân chuyên nghiệp. Nhớ cái cặp mà cưới nhanh nhất mà chỉ có sau khi bấm nút 2 tháng sau là họ cưới liền không? Nhớ, cô giáo Thảo. Đúng rồi. Với lại anh quân nhân tên là Phụng. Đúng rồi, Phụng Thảo. Mình là Thảo. Xin chào tất cả mọi người đang xem trực tiếp trên chương trình. Em là Phụng, cũng chào tất cả mọi người xem trực tiếp trên chương trình. Thảo và Phụng đã tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở tập 547. Và cách đây là không lâu lắm, đó là ngày kỷ niệm là ngày 20 tháng 10. Chúng mình cảm thấy rất là hạnh phúc để chia sẻ những cái cảm xúc đến tất cả mọi người ngày hôm nay. Tại sao khi chương trình vừa xong thì mong tuần sau là em đưa Thảo về ra mắt với anh em đương vị. Sau đó một tuần sau tiếp nữa em ra mắt về đương gia đình ba mẹ và bên nội và bên hai bên. Và đến thời điểm này đó là chính là một tháng 2 tuần, đó là chúng mình đã quyết định để đi đến là lễ kết hôn của ngày hôm nay. Mà đó là cũng là lần đầu tiên trong 7 năm qua chương trình Bản Nguyên Hò, ông Mai bà mối bấm nút. Cái tâm hồn của anh với tâm hồn của em rất là đồng cảm. Thì anh cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau, cùng đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp với phương châm tôi tưởng anh là gì. Khi đến với chương trình anh xem em là tất cả, khi biết em rồi anh làm tất cả để yêu em. Rồi, ôi hay rồi, quá em gái, em gái rồi. Em gái nói và mộng sâu cho lời anh nói hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với lại những gì hứa ngày hôm nay. Hay quá, hung nụ huyên đầu tiên rồi, bấm nút. Chúc mừng. Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bạn quen hò mà ông Mai bà mối là người bấm nút.
Có cô gái hả, yêu bộ đội quá cũng khóc luôn. Có cô đó vẫn biết, cô đó vẫn biết cuộc đời chỉ có yêu mấy chú bộ đội thôi, không có thích lấy ai ngoài lấy bộ đội. Hồi trước bố em còn sống thì cũng thích làm bộ đội, nhưng mà dần nhiều lý do nên bố không làm, không theo được, không theo được nghề, nên là bố nói sau này có điều kiện thì con sẽ làm như vậy. Tức là con sẽ lấy một người chồng là bộ đội cũng... tâm nguyện của bố. Nói chung là em thích môi trường bộ đội. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cái chú bộ đội cũng rất dễ thương luôn. Yên tâm là hôm nay chú bộ đội rất là khoái ca đó, rất là hot boy luôn đấy. Em có thích đàn ông có răng khểnh không? Con gái em cũng thích nữa. À, tức là em thích có răng khểnh đúng không? Ừ. Mà vừa khểnh vừa súng nó mới có duyên. Dạ thưa cô, là trong các loại bộ là con thích nhất là bộ đội ạ. À, loại bộ là thích nhất bộ đội dạ, hả? Dạ, tại vì con có mơ đó từ nhỏ rồi. Từ nhỏ là con đã rất là thích bộ đội rồi. Tới năm 12 thì con thi công an thì con bị rớt. Mà ba con là thích công an nữa cho nên là ba rất là buồn. Còn con là thì con muốn đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà má không cho. Má nói là con cứ học đại học đi, xong rồi lấy bằng về đây má cho đi. Nhưng mà bây giờ con đã học xong rồi, má cũng không cho đi luôn. Yêu bộ đội là chắc chắn cho dù các bạn có ở gần nhau thì các bạn cũng vẫn phải chấp nhận là yêu xa. Bởi vì có những lúc là các anh ấy không thể nào đi ra khỏi trại được, đúng không nè? Thì bạn có chấp nhận cái tình yêu như vậy không? Dạ có. Cái lúc thì chương trình có hỏi em là ở Củ Chi được hay không ạ? Nhưng mà em nói là ở đâu cũng được, hải đảo hay là vùng sâu vùng xa gì cũng được, không nhất thiết là gần hay xa, nhưng mà nói chung là bộ đội là được. Trời ơi tuyệt vời quá. Một cái kỷ lục mà Linh nghĩ rằng là nó cũng đáng nhớ, đó là lần đầu tiên hai cô gái rất là xinh đẹp, một cô gái đặc công, một cái quân nhân của quân đội như Việt Nam tham gia chương trình mà gây sốt luôn đó. Mời quý vị đến với hình ảnh sau đây. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1997. Em làm việc tại trạm 77 của Bộ Tư lệnh Đặc công. Wow. Wow. Công việc của em là gì? Công việc hiện tại của em là quân y ạ. À, quân y. Quân y. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn bên kia và chào bạn khán giả. Em là Phạm Tuấn Minh, em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Kỹ sư xây dựng. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là Hoàng Thị Tưởng, năm nay 29 tuổi, là giảng viên khoa học cơ bản, trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa học cơ bản. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Bây giờ thì em đang công tác tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu. Em sinh ra ở Nam Định và đang hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Những cô gái ở quân đội đó, họ ít có thể hiện tình cảm của mình lắm. Nhưng mà trong chương trình này em thấy rằng hai cô gái này họ có thể thể hiện tất cả tình cảm của mình. Và đặc biệt là rất là xinh đẹp luôn. Linh ơi, có những cái kỷ lục nào nữa ở trong Bạn Muốn Hẹn Hò ở số riêng dành cho quân nhân? Một cái số, tức là hai người cùng chung một con đường. Và khi đến Bạn Muốn Hẹn Hò, họ mới biết là họ đã từng gặp nhau, đã thấy nhau đâu đó. Đó cũng là một kỷ lục gọi là ghi vào chương trình. Duyên số đó. Duyên số có nghĩa là họ gần nhau nhất. Chúng ta nhìn những hình ảnh sau đây. Bây giờ đàn trai, đàn gái có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình, nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời đàn trai. Lời đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Quyền Linh, chị Âm Thư và chào bạn ngồi kế bên. Con xin giới thiệu, con tên là Trần Đình Huy, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang công tác tại Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân, địa điểm là thành phố Vũng Tàu. Nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu. À, rồi, mời đàn gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, em chào chú Quyền Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu. Hay quá. Vân Anh, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ. À, sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé? Dạ, năm 2 chị. Dạ, sư phạm Long Toàn á hả? Dạ. À, tại chị cũng ở Vũng Tàu. Ủa dạ chị. Rồi. Hai người ở gần nhau không? Hỏi thử xem có ở gần không? Đúng rồi. Em gái bên kia có ở chỗ đường 30 tháng 4 không em?
Dạ, nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh. Ồ, quá gần. Sau khi mà Vân bắt đầu tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì Vân được tiếp xúc với lại người bộ đội đối với những cô gái. Nhất là từ khi mà mình lứa tuổi học trò đó, Linh có nhớ hồi lúc mình đi học á, thì hình ảnh các chú bộ đội á, là một cái hình ảnh rất là đẹp. Bộ đội hai từ thấy vấn vương, ngày đêm vất vả trốn thao trường, căn rừng chẳng quản nhiều mưa nắng, dự biển không nề những gió sương, đất nước giờ đây liền một dải, non sông thổ ấy vẫn hai đường, em thơ chọn giấc yên lòng mẹ, tổ quốc nghiêng mình trước móng xương. Chú ạ, anh thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương và rất là phù hợp với em, thì cũng mong hai em là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu và đến với nhau, là bản thân đơn vị cũng như là gia đình rất là mừng. Dạ, cảm ơn. Tại sao là Hiếu xúc động rơi nước mắt như thế? Dạ, hôm nay em rất vui là bà cũng rất hạnh phúc là được tham gia chương trình này, tại vì em sống nhiều khi. Wow, chúc mừng. Xin chúc mừng Tám, xin chúc mừng Minh Thy mà em. Hãy nắm tay nhau nào. Nắm bây tay giờ nhau. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau đó. Nắm tay, nắm chặt lắm. Để cái ngại ngùng của cái sự trong trẻo của tình yêu trong những ngày đầu nó quan trọng như vậy đó. Xin phép đi, xin phép bác là cho tụi con bắt đầu từ ngày hôm nay. Dạ, thưa bác, con đến đây thì trước mắt con nhìn thấy bác là một người rất là thương con gái. Con xin phép bác tạo điều kiện cho con cái mối quan hệ qua lại với con gái bác. Bắt một cái nhịp cầu trái tim với nhau ấy. Sau này mà cái tình cảm của bọn con có nở hoa hơn nữa thì con hứa với bác là sẽ chăm sóc tốt cho bạn ấy, đối xử với bố mẹ, gọi là bố mẹ chính là bác và bác gái nữa, thì cũng giống như bố mẹ con. Cảm ơn con. Nói chung thì bố cũng rất là thương con, bố mới đi từ quê vào đây. Dạ. Thật sự là bố rất xúc động. Thương con mình, nhưng mà hai con bấm nút là bác rất mừng. Cũng chúc hai con được tiến xa hơn và được hạnh phúc với nhau. Thôi, trời ơi, tao khóc kìa. Trời ơi, tao khóc kìa. Nhìn nói về em thì là anh nhìn thấy là đủ rồi. Dạ, vui. Anh thấy vui. Anh thấy vui, rất dạ, vui. Dạ. Thì sợ em không vui thôi. Dạ không, em vui lắm. Vậy là tốt rồi. Biết anh có gì hỏi em? Anh chỉ hỏi em nay em có vui không thôi là hết rồi. Còn lại thì là để anh lo. Vậy chứ anh thấy mặt em có vui không anh? Nếu mà em vui thì là tốt rồi. Đồng chí này chưa bao giờ nắm tay con gái nè. Không không, tôi sẽ không nắm tay đâu. Tại sao? Tôi sẽ dành nắm tay với người tôi yêu thôi. À dạ. Khi nào yêu mới nắm tay hả? Thôi được rồi, tôi nhường cho kỷ luật quân đội. Em không phân biệt được con trai đẹp hay xấu. Dạ, ví dụ như anh Quyền Linh với lại Lê Minh Hô thì kêu em so sánh thì em cũng không so sánh được. Chắc hai người đẹp như nhau. Trời ơi, hạnh phúc quá. Dạ, cũng... Chị chưa hiểu. Dạ, là em nhìn vào là ai cũng như nhau luôn á chị. Con gái cũng có vậy hả? Con trai thôi đúng không? Dạ, con trai thôi. Còn con gái thì em... Phân biệt thì... được. Dạ, nhưng mà nó hơi bị ngược thôi chị. Ngược so với mọi người. Thường mọi người bảo bạn nữ rất là xinh thì em thấy xinh cũng bình thường thôi. Còn bạn nữ mà em thấy rất là xinh thì mọi người bảo bình thường, không có xinh lắm. Chà, chắc hồi qua kia anh gặp chắc anh phải chê xấu quá. Có nắm tay ai chưa? Có nắm tay một người phụ nữ nào chưa? Chưa chị. Chưa luôn. Chưa luôn, trời ơi, còn bụi phấn kìa. Trời ơi, rồi sao ta? Hưng chỉ cho Hưng coi sao mà còn cậu nhát của tội nghiệp, thoải mái lên nào Hưng, thoải mái lên. Dạ. Nào, mạnh coi mẽ như là... lên coi nào. Mạnh mẽ lên. Ừ. Nè, bây giờ hỏi nè, ví dụ như bây giờ em, bây giờ cái rào này mở ra, trước mặt em là một cô bé cực kỳ dễ thương xinh xắn, thì em có xỉu hay không? Nói một tiếng một đi, chứ chị thấy tình hình là có bộ xỉu đó nghe. Chắc là không. Xinh lắm, bên đây hàng họ bên đây ngon lành. Rồi. Xinh đẹp, trời ơi. Vậy là được lắm Hưng, thoải mái lên em. Không có được xỉu nghe chưa? Thôi đừng có hù con đàn trai. Chị coi đi, đẹp đó, ông bây giờ ông bối ông coi đi. Để tôi qua tôi coi sao mà chị Vân chị nói quá. Chào anh chị. Chào anh.
Đó, bây giờ sao? Đó, giờ sao? Ông Linh còn muốn xỉu luôn, giờ nhỏ rồi sao hồi nhỏ chịu nổi. Mọi người nhận xét em là một người vui vẻ, hòa đồng, tạo ra năng lượng tích cực cho người khác. Và ưu điểm nữa là tất cả mọi việc, về việc con trai hay là con gái thì em đều làm được. Đều làm được hết. Trừ một việc đó là... thích con gái ra em không làm được. Thích con gái để nhà trai lo. Dạ. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là em thì ai để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê mà kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Giờ làm chồng em nhé baby. Ấy anh sao? Ấy anh sao? Ấy anh sao? Anh đồng ý á. Hả? Anh đồng ý á. Nhìn kia kìa. Đồng ý nhìn đây. Anh đồng ý. Watashi wa umarete kita wa ke wa kyōdai tachi ni te hau tame. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ, dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ lâu. Này anh hỡi chàng trai người lính trẻ, xin gửi tặng anh đôi ba dòng thơ. Thơ em viết không dài như đường lính, không mang tình thi sĩ đâu anh. Thơ em viết mang tình cô gái nhỏ, muốn một đời theo dấu bước chân anh. Anh mang trong mình bộ quân phục màu xanh và mãi mãi suốt đời là người lính. Tay anh ôm súng, miệng hát khúc quân hành. Em cũng chỉ làm cô giáo thôi anh. Em mang trong mình một trái tim màu đỏ, một nửa cho học trò, một nửa cho anh. Hay quá. Rất là hay. Dạ, về ngoại hình thì em thích bạn gái nhỏ nhắn, chiều cao khoảng 1m4 đến 1m6, cân nặng. Từ hồi xưa giờ ta chọn từ 1m50 trở lên. Đây 1m4, đây 1m4. Không cần hiền quá, nhưng mà phải hiểu chuyện, phải liễu phép và phải đối xử với gia đình hai bên. Rồi. Phải có tình có lý. Em chỉ cần vậy thôi đúng không? Dạ, chỉ là ngoại hình là ưa nhìn. Cao thì khoảng 1m8 trở lên, khoảng 1m8 trở lên. Trời ơi, 1m8 thì... đắc lại 1m58, 1m8 thì hoa hầu quá rồi. Suýt nữa là em bước xuống chân cầu em về luôn rồi. Do 1m58 trở lên, và đặc biệt cái điểm mà em rất bị cuốn hút bởi những người có con gái có cái má lúm đồng tiền ấy các bạn. Ôi trời. Khi cười một cái là mình hay gọi là ngây ngất luôn á. Đấy, cho nên là không biết bằng nữ bên đấy là như thế nào thôi. Một lúm hay hai lúm em? Một thì tốt mà hai thì càng tốt chị ạ. Muốn bạn gái đẹp không? Bạn gái thì cũng ưa nhìn được. Mà giờ ví dụ không phải ưa nhìn mà quá đẹp thì sao? Thích không? Dạ thích. Thích hả? Ừ. Anh ơi, ví dụ em mà vừa lùn vừa mập thì có được không anh? Nói chung là anh cũng không quan trọng về vẻ bề ngoài cho lắm, chỉ cần tính cách là được. Dạ. Nếu như mà giờ mà cho mình tìm bạn gái ấy, thì điều đầu tiên thì mình cũng kiếm một người nào đấy phù hợp, hiểu cái công việc của mình. Cũng như các anh em đây thích một cô gái hiểu về công việc của mình, chia sẻ về công việc của mình, đảm đang một số công việc ở nhà. Một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để trâu, cao to một tí. Cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi. Dễ thương. Dễ thương, có dễ thương, hiền lành. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon, đáp ứng được 90% trở lên. Cao 1m7 trở lên. Trời ơi, đơn giản quá. Dạ đơn giản chị, em cũng cao mà chị. Rồi. Dạ. Không phong kiến, không cục tính, không ghen tầm bậy tầm bạ. Về ngoại hình, mắt, mũi, miệng, có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được, đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 66 cũng được. Dạ, em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. 3 chữ G rồi. G đầu tiên. Chữ G đầu tiên là già. Già. Là anh ấy có sự chín chắn, sự trưởng thành ở trong đó. Ừ. Chữ G thứ hai là giàu. Giàu ở đây có nghĩa là giàu về tình cảm á chị. Sống có trách nhiệm với gia đình, người thân. Yêu thương bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ. Hay quá. Chữ G thứ ba là giỏi. Chăm chỉ cầu tiến đúng không? Dạ đúng rồi, có chí tiến thủ. Dạ. Ngoại hình là cao trên 1m7. Wow. Không hỏi. Không hói. Không hô. Không hô. Dạ.
Mọi rồi. Thứ đều ổn đó chị. Không hói không hô, mọi thứ đều ổn. Để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi. Dạ. Em cũng không mong đẹp trai mà lại như là soái ca đâu. Cũng dễ nhìn thôi chị. Cao khoảng trên 1m65. Ừ. Không hói, không hô, không móm. Tôi nghe câu này quen quen. Em có thích đẹp trai không? Có mê trai đẹp giống chị không? Thì dĩ nhiên là cái đẹp thì ai cũng mê hết đúng không chị? Nhưng mà người chồng của mình không cần phải đẹp trai lắm đâu chị. Mất công là phải giữ. Thưa quý vị, còn rất nhiều hình ảnh, rất nhiều chi tiết đáng nhớ trong bà mối hòa của những số đặc biệt dành cho những quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam.